Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại cái cây ngà voi nhà mình. Nó trổ hoa rất là đẹp. Người ta còn gọi là cái cây nanh hổ đó. Nhưng mà cái cây này năm rồi nó trổ hoa rồi, nên mình trồng nó xuống đất để nó mọc những cái nhánh con này nè. Để năm sau mình lấy những cái nhánh con này mình trồng nó lại. Còn cái bụi mẹ này nó nở, nó trổ bông rồi. Nó trổ, một khi mà nó trổ bông rồi thì nó không ra bông nữa. Mình trồng nó để nó nhảy những cái nhánh con này. Sau đó mình sẽ lấy những cái nhánh con này nè, mình đi trồng lại ha. Ở bên kia một cái nhánh con nữa các bạn. Đây. Cái hoa của nó màu trắng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem cái chậu hoa ngà voi ha. Đây này các bạn, nhìn rất là đẹp phải không nào? Nó nở về đêm rất là thơm. Chắc chiều khoảng 4:30-5 giờ là nó đã nở rồi đó các bạn. Nó đợi tới sáng khoảng 8 giờ mấy gì đó, nó búp trở lại. Ở đây còn mấy cái nụ nhỏ nữa nè. Mình định canh cho nó nở kịp Tết mà trời lạnh hay sao á, nó nở hết mấy cái bông này nè. Còn 2 tuần mấy 3 tuần gì nữa Tết mà chắc cái mấy cái bông nhỏ như này nó sẽ kịp các bạn. Hoa nở rất là thơm. Cái cây ngà voi này cũng rất là dễ trồng. Nếu mà bạn trồng nhánh nó nhanh hơn thì mình cái hoa này nè, khi mà nó tàn á, bạn sẽ nhổ nó trồng xuống đất, nó nhảy nhánh con ra. Hoặc là bạn cắt nguyên cái lá này nè, bạn gấm xuống nó nhảy nhánh con ra nhiều lắm. Nhưng mà phải 2 năm nó mới ra bông được. Còn bạn trồng cái nhánh con như lúc nãy á, chừng 1 năm thôi
chăm sóc kỹ trong một năm nó sẽ ra hoa. Mình tạm dừng cái video ở đây nha. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bye bye.